Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, nhiều thủ khoa á khoa ở kỳ thi năm nay đã lộ diện. Một điều khá thú vị khi thủ khoa khối C của tỉnh Phú Thọ với số điểm 29 lại là một nam sinh đến từ trường Trung học phổ thông Phú Ninh. Câu chuyện về nỗ lực vượt khó của thủ khoa này sẽ khiến nhiều người càng thêm khâm phục. Xin chào tất cả các bạn, mình là Vũ. Kỳ thi vừa qua mình đã đạt thủ khoa khối C00 của tỉnh Phú Thọ. Và sau đây sẽ là một số kinh nghiệm mình có thể chia sẻ cho các bạn đạt kết quả cao hơn của kỳ thi năm sau. Kênh TikTok, nơi chia sẻ tình yêu dành cho môn văn của La Thiên Vũ, đã có gần 200.000 lượt người theo dõi, 4,2 triệu lượt thích. Không có máy tính, em quay và dựng tất cả bằng chiếc điện thoại cũ. Chỉ có đam mê chia sẻ là luôn mới. Dành nhiều thời gian đọc sách và thường xuyên cập nhật các thông tin thời sự, kiến thức khác trên Internet, mạng xã hội là bí quyết giúp em chinh phục cả 3 môn xã hội trong kỳ thi tốt nghiệp năm nay với số điểm ấn tượng. Văn 9,5, lịch sử 10, địa lý 9,5. Quan trọng nhất vẫn là cái việc chính bản thân mỗi người, các bạn có một cái lộ trình tự học riêng cho bản thân mình, cái ý chí riêng của bản thân mình. Em nghĩ rằng là mạng xã hội sẽ là một cái môi trường phù hợp để những bạn trẻ như em có thể là phát triển cái định hướng của bản thân mình. Nên là em đã quyết định xây dựng cái kênh TikTok dạy văn này. Trở thành thủ khoa khối C của tỉnh trong kỳ thi tốt nghiệp không chỉ là niềm vui của riêng Vũ. Mấy ngày nay, căn nhà cấp 4 ở khu 6 xã Phú Mỹ rộn rã người tới thăm. Họ hàng và làng xóm xung quanh, ai cũng phấn khởi khi biết tin cậu học trò nghèo từng đạt giải 3 học sinh giỏi cấp tỉnh, giờ lại là thủ khoa thi tốt nghiệp. Người vui và hạnh phúc nhất là chị Bình, mẹ của Vũ. Thế nhưng, người mẹ này lại có nhiều cảm xúc đan xen. Căn bệnh viêm dây thanh quản khiến chị nói rất khó khăn. Mọi người cùng nhau tối qua đến là chúc mừng hai mẹ con. Thì là hai mẹ con tôi là vui quá. Đây là từ trưa qua đến chiều qua, hai mẹ con là bỏ cơm không ăn. Thì vừa là vui quá, là được con học thành tài đỗ đạt. Thì khóc là vì con đỗ đạt thành tài, mẹ thì lại bệnh tật. Bây giờ tôi hy vọng là làm sao tôi nuôi được cháu học thành tài, đỗ đạt, để sau này cuộc sống của cháu đỡ khổ hơn tôi. Mái nhà nhỏ vốn không trọn vẹn sau khi bố mẹ Vũ chia tay, lại càng khó khăn khi anh trai Vũ qua đời do tai nạn cách đây gần 3 năm. Chị Bình chăm ít gà và đi làm nghề cá cùng em trai để nuôi con ăn học. Vũ cũng tự giác làm việc nhà để đỡ đần cho mẹ. Số điểm cao giúp em có nhiều lựa chọn vào các trường đại học. Nhưng nỗi lo, chi phí học tập trước mắt khiến em phải cân nhắc kỹ. Bản thân em khi mà nhận được tin mình điểm cao như này cũng rất là hoang mang ạ. Bởi vì là khi mà lên đại học thì những cái khoản chi phí nó cũng sẽ là một cái sự khiến mình phải suy ngẫm ạ, suy nghĩ. Mình cũng phải đắn đo trong cái việc lựa chọn học trường nào, học ngành nào. Mơ ước của em là có thể là tiếp tục được theo học trường đại học ạ. Có thể là theo trường Đại học Sư phạm Hà Nội hoặc là học báo chí. Chiếc xe cúp cũ mua lại bằng số tiền dành dụm khi Vũ phải ở trọ 3 năm cấp 3. Chặng đường phía trước vẫn còn nhiều khó khăn như con ngõ nhỏ quen thuộc vào nhà. Nhưng quyết tâm sẽ giúp em không ngừng tiến về phía trước. Em rất thích một cái câu nói đó là bạn không thể lựa chọn được nơi mình sinh ra, nhưng mà bạn có thể lựa chọn cho mình cách sống ạ. Sinh ra trong nghèo khó nhưng mà em không vì như thế mà từ bỏ đi những cái ước mơ, những cái khát khao, nỗ lực để khẳng định bản thân mình ạ.